Xin mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh video clip của cửa hàng chuyên cần.com á. Số điện thoại bên mình là 0976450089. Số 9 đó là có dùng Zalo á, và số phụ thứ hai là 0902759924. Rồi thì hôm nay mình có về một cái lô hàng á, thì nó có máy cưa, máy cắt cỏ và một số cái máy phát điện. Thì hôm nay mình sẵn mình sẽ lên cái video clip để giới thiệu tới quý vị và các bạn về cái lô hàng lần này á. Trong lô hàng lần này thì nó có 15 con phát điện á. Thì công suất nó từ 400 tới 2600 á. Rồi những con phát điện này một chút mình sẽ đi sơ qua ở phần của clip nó. Còn máy cắt cỏ thì nó cũng vòng vòng những cái hệ mà những cái lô trước nó hay về, thì nó có Echo 230, nó có THTZ 26 23. Rồi nó có tên là TBE model từ 23 tới 26. Rồi nó có Maru 26, Kawasaki TG 18, 20 và 24, 25 đó. Rồi về những cái mẫu này quý khách nếu mà thường xuyên theo dõi chắc cũng đã quen thuộc nó, giá nó là cũng có công khai trong những video clip trước rồi. Lô cá cỏ lần này thì đa số là cũng còn liền đủ đồ hết đó. À, và nó có về thêm một lý lô cưa hết tin, nhưng mà lô đó thì em vừa giao rồi. Và những con máy cưa Shindewa model từ 350, rồi cũng nó có 440, 480 ha, thì nó nằm lộn xộn trong cái phần này các bạn, mười mấy con ở đây. Rồi lô này là cũng về vừa về hôm nay, Shindewa 350. Rồi em xin báo giá luôn, những con Shindewa 350 thì giá trung bình nó sẽ dao động từ 3,5 triệu tới 3,8 triệu, tùy hình thức cái vỏ máy xấu đẹp đó. Còn đương nhiên là cái nồng mà khi mà xuất giao lẻ thì bên em sẽ kiểm tra nó hoàn chỉnh, không có nào chạy xước hay đổ hơi hết á. Rồi ở đây thì có 350, 440 và 480 lộn xộn trong này. Rồi Shindewa 350 là 3,5 triệu tới 3,8 triệu, còn những cái con mà 440 hoặc là 480 thì giá nó sẽ cao khoảng 200-300 ngàn một cây. Giá em báo rồi quý khách lưu ý là giá bán lẻ do mẫu hoàn chỉnh. Cái lô hôm qua về thì nó cũng có được một con tên là 33, con này em vừa dọn mẫu xong nè, test thử đi chứ. Máy đã kiểm tra dọn mẫu hoàn chỉnh, cái này cái tay lái này là nó hơi xét một tí thôi. Đây là 33, con này nòng 36 đi, giá nó là 3,250 cả phí dân kiện. Và những con TG 18 20 này thì giá nó sẽ dao động là từ 1 triệu tới 1 triệu mốt một cây. Và TG 24 25 thì giá nó sẽ là 1,3 triệu. Rồi quý khách hàng lưu ý là những cái con cá cỏ em báo là giá đã bao gồm phí dân kiện á. Còn Mitsu tên là 23 hoặc là TB 23 thì giá nó sẽ là 1,9 triệu, còn riêng với mẫu và tên là 26 và 261 thì giá nó sẽ là 2,3 triệu tới 2,4 triệu một cây. Rồi những model như THTZ 23 thì nếu có mẫu trong đây thì giá nó sẽ là 2 triệu một cây cả phí vận chuyển nè. Còn nó có Maru đây, Maru tâm rời là giá 2 triệu, còn cái mẫu Maru tâm liền như cái con này là giá là 1,9 triệu. Quý khách hàng lưu ý giá em báo trên video clip này là những con cỏ đã bao gồm phí vận chuyển đó. Rồi cái lô cái cỏ này đa số là nó còn liền đủ đồ hết đó, quý vị. Rồi cái này là vừa và dớt từ bãi về, chưa có dọn rửa vậy đó, nhưng chỉ có con TL 33 lúc nãy là em dọn mẫu thôi, tại vì nó có một con nó dọn là mẫu luôn, nên nó có một con TL 21 con này còn rất là đẹp luôn đó. Nó về trong lô thì nó có một cái con rô bin nhựa này đó,
Rồi con này cái mẫu nào mà nó có ít thì em sẽ dọn làm mẫu sẵn á, còn những cái nào mà nó về lâu nhiều thì em sẽ chơi không có dọn. Test nổ cái con bơm nước này. Mấy con phát điện này em cũng chưa hiểu sao ha. Nó có Yamaha ET500, con này thì giá là 2,5 triệu. Quý khách hàng lưu ý những cái con phát điện này em báo là chưa có ship á, chưa bao giờ có dân chuyện. Những con này nó còn điện riêng 110, chưa có móc ra 220 á. Em sẽ tặng kèm thêm một cái bộ chuyển đổi điện này từ 110 cho 220 á. Cái bộ này là nếu mình mua riêng ở ngoài thì nó cũng cỡ 400 ngoài á, thì mình sẽ dùng cái này mình đấu, mình cho ra điện của những con phát điện 110 mình còn phải móc á, mà nó không bị rớt điện. Đây, những con này là nó còn điện riêng 110 hết, mình sẽ đấu qua cái cục biến tần này. Rồi giá em báo là chưa có phí vận chuyển, nhưng mà nó sẽ bao gồm tặng kèm thêm một cái cục biến tần này cho quý khách hàng á. Về mình chỉ việc cắm vào cái cục này là nó chuyển đổi ra điện 220, ra điện 220 á. Tại vì những con này đa số là nó tất cả nó đều điện pin 110 hết. Rồi cái con Yamaha này là model là ET500 á, giờ nó có ET600. Yamaha ET500. Rồi giá cũng có ghi chú ở trên cái thùng máy á. Cái mẫu 500 này là giá là 2,5 triệu. Còn mẫu ET600 này là 2,7 triệu. Nó chỉ 200.000 thôi. Rồi Suzuki có đế 800. Là giá 2,7 triệu à. Những cái con này quý khách hàng lưu ý là máy là nó xài động cơ 2 thì á, xăng coi nhất 2 thì đây trên nắp nó có để nè, 50:1 là tỷ lệ xăng nhớt á, là 50 lít xăng cho 1 lít nhớt á. Nếu mà tính ra thì nó pha heo xăng nhớt là 20 ml, nhưng tốt nhất mình nên pha cả chừng 30-40 nó sẽ đủ lượng nhớt. Cái này nó theo cái tiêu chuẩn nhớt ở nước ngoài á. Con này cũng là máy 2 thì á, xăng pha nhớt. Đây cũng là Suzuki SX800. Con này cũng Suzuki SX800. Giá là 2,7 triệu chưa ship, là bao gồm luôn cái cục biến tần. Ở đây là một cái dòng Suzuki SX600, thì con này nhỏ hơn tí ha. Giá nó sẽ là 2,5 triệu. Con này 650 em sẽ bán đồng giá 600 là 2,5 triệu. Cái con máy này là em đã kiểm tra cho nổ hết rồi ha. Rồi điện cũng đã kiểm tra ra điện đầy đủ hết. Ở đây nó có một con Shinrewa, con này Shinrewa EG550, con này máy 4 thì, giá con này là 3,3 triệu. Lô phát điện nói chung là nó còn sáng đẹp nữa quý vị. Rồi ở đây em có con phát điện hệ đó, Honda model EB550, giá con này là 4,5 triệu. Cái này là em chưa có lau sạch nha quý vị, thấy nó còn dính bụi nha, nếu mà mình lau sạch ra thì nó còn mới nữa. Hai con này là máy 4 thì ha. Rồi con Subaru SG50 này, con này cũng là máy 4 thì luôn, giá con này là 4 triệu. Thì giờ máy 4 thì sẽ giá nó sẽ cao hơn là 2 thì, khách hàng lưu ý luôn nha. Rồi ở đây là hai con Suzuki Komatsu, hai con này nó giống nhau, nó chỉ khác cái tem dán thôi. Model là SE400, công suất nó cũng tương đương với 400W. Thường là cái tên model này nó sẽ gần bằng với cái công suất điện của nó. Giá của hai con này là 2,3 triệu. Ở đây thì nó có một con Subaru
HRV 2006, giá bán của con này là 4,5 triệu. Rồi bây giờ em sẽ test nổ thử một con phát điện cho quý khách xem nữa. Đây, cây khoan này công suất nó có bao nhiêu chứ? 750W. Đây, cây khoan này là công suất nó là 750W, em sẽ đấu vào một cái con phát điện. Con này là model Yamaha ET500 á, em rồi có tải được. Đây, quý khách thấy là cái tiếng nổ nó nổ rất là êm ha, mặc dù nó là máy 2 thì á. À, 750W nó vẫn tải chạy nổi ha. Khách này thấy máy hay này nhưng mà tiếng nổ rất là êm luôn nha. Có đổ xăng cho nổ con nào nữa không chứ? Ở đây là sẽ ra chạy thử một con Subaru 2006 này. Con này là máy 4 thì à. Rồi, tổng quan về cái lô máy đằng này em chỉ tập trung giới thiệu cho những con phát điện á, còn với những dòng máy cắt cỏ thì trong những cái lô trước nó cũng đã về nhiều rồi nên em chỉ nói sơ qua ha. Rồi, ở đây tổng thì có 15 con. Rồi, nó có cả phát điện 2 thì và 4 thì quý khách hàng và anh em nếu mà quan tâm nào mà chưa rõ về cái thông số thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại và Zalo của em là 0976450089 á. Địa chỉ cửa hàng là tại 118 ấp Thị 2, Hội An, chợ mới An Giang. Rồi, cảm ơn quý khách hàng và anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn lại trong những cái video clip lần sau ạ.